Xin chào quý vị và các bạn. Những câu chuyện về sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm đôi khi chỉ xuất hiện trên những trang báo. Nhưng lần này, nó đã thực sự xảy ra, để lại nỗi đau và sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Câu chuyện đầy đau lòng và cũng rất đáng suy ngẫm đã xảy ra tại thành phố Thái Bình. Một bé trai 5 tuổi đã qua đời một cách oan uổng trong hoàn cảnh nghiệt ngã giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Sự việc này không chỉ làm rúng động cả cộng đồng mà còn dấy lên vô vàn câu hỏi về trách nhiệm và an toàn trong việc chăm sóc và giám sát trẻ em. Điều gì đã thực sự xảy ra và dẫn đến thảm kịch này? Những ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? Mức án dành cho họ sẽ ra sao? Liệu đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc hay còn ẩn chứa những sai sót nghiêm trọng, những lỗ hổng nào trong quy trình giám sát của nhà trường cũng như các nhân viên liên quan? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị vào cuộc điều tra chi tiết về sự việc. Nguyên nhân nào đã thực sự dẫn đến bi kịch thương tâm này? Những góc khuất nào trong sự sai sót và thiếu trách nhiệm của các bên liên quan? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đầy thách thức trong video ngày hôm nay nhé! Sự việc thương tâm, cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong. Ngày 30 tháng 5, tại căn nhà nhỏ của bà Hát, bà ngoại của cháu Gia Huy, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, không khí tang thương bao trùm. Gạt dòng nước mắt, bà Hát nghẹn ngào chia sẻ rằng sáng 29 tháng 5, bà là người trực tiếp đưa cháu Huy lên xe đưa đón học sinh lúc 6 giờ 20 phút. Khi lên xe, cháu hoàn toàn khỏe mạnh và ngồi sau ghế lái như mọi khi. Cháu Huy luôn luôn ngồi sau ghế lái xe trong nhiều năm qua, nên cứ lên xe là cháu ngồi chỗ này, bạn bè hay cô giáo đều biết, bà Hát chia sẻ trong đau xót. Gia đình cháu Gia Huy quê ở Nam Định và sang Thái Bình ở trọ. Bố mẹ cháu đã ly hôn, mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cháu bé sống cùng bà và cậu. Gia đình đã đăng ký cho cháu dịch vụ sẽ đưa đón tới trường vào buổi sáng và buổi chiều thì cậu hoặc người thân sẽ đến đón cháu về. Điều gì đã xảy ra sau buổi sáng định mệnh đó? Vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 5, tài xế Nguyễn Văn Lâm lái chiếc xe ô tô 29 chỗ cùng nhân viên đưa đón trẻ Phương Quỳnh Anh đã đi đón cháu Trần Gia Huy và 9 học sinh khác để đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân, tỉnh Thái Bình. Khi đến trường, tài xế Nguyễn Văn Lâm mở cửa xe để nhân viên Phương Quỳnh Anh đưa các cháu vào lớp học. Tuy nhiên, sự thiếu cẩn trọng và bất cẩn đã dẫn đến việc cháu Trần Gia Huy bị bỏ quên trong xe. Đáng tiếc, không ai nhận ra sự vắng mặt của cháu bé cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cậu ruột của cháu Trần Gia Huy đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để đón cháu. Tuy nhiên, sự bất an bắt đầu dâng lên khi không thấy cháu Huy trong lớp học. Lo lắng và hoảng sợ, cậu ruột cùng các giáo viên và nhân viên nhà trường bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong khuôn viên trường. Cuối cùng, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt họ. Cháu Huy nằm bất tỉnh trong chiếc ô tô đưa đón. Chiếc xe đã bị khóa kín suốt cả ngày dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Mọi nỗ lực cứu chữa khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức, nhưng đáng tiếc thay, cháu Huy đã không qua khỏi. Sự cố này không chỉ mang lại nỗi đau tột cùng cho gia đình cháu bé, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng nghiêm trọng trong quá trình quản lý và giám sát trẻ em tại các trường mầm non. Cái chết thương tâm của cháu Huy là một mất mát lớn, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở đau đớn về trách nhiệm và sự cẩn trọng cần thiết trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Với sự việc thương tâm này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và bản án nào dành cho những người liên quan? Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân cái chết của cháu Huy là do bị mắc kẹt trong ô tô đưa đón suốt thời gian dài dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, khiến cháu bé không thể chống chịu. Dạ dày trống rỗng của cháu càng làm tăng thêm sự nghiêm trọng của tình huống. Sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp nên chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình chia sẻ trong đau xót. Theo thông tin, ngày 30 tháng 5, thành phố Thái Bình rúng động khi một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình xác nhận rằng cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh, nhân viên đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân, tỉnh Thái Bình. Người phụ nữ này bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi Trần Gia Huy do bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiến hành điều tra.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh, nhân viên phụ trách đưa đón học sinh từ nhà đến trường, người có trình độ đào tạo trung cấp dược. Đồng thời, giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong cũng được điều tra, gồm cô Đoàn Thị Nhâm, sinh năm 1998, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non, và cô Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Nguyên nhân thực sự nào đã dẫn đến sự cố đau lòng này? Cơ sự nào dẫn đến sự cố đau lòng này? Tại sao không ai phát hiện ra sự vắng mặt của cháu Gia Huy cho đến khi quá muộn? Những chi tiết nào đã bị bỏ sót? Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố đau lòng này bắt nguồn từ nhiều sai sót nghiêm trọng của tài xế và nhân viên đưa đón, cùng với những lỗ hổng trong quá trình quản lý và điểm danh của nhà trường. Đầu tiên, tài xế Nguyễn Văn Lâm và nhân viên Phương Quỳnh Anh đã thiếu cẩn trọng trong việc kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả học sinh đã rời khỏi xe an toàn trước khi khóa cửa. Sự bất cẩn này đã khiến cháu Trần Gia Huy bị bỏ quên trong xe, phải chịu đựng suốt nhiều giờ dưới cái nắng oi bức. Thêm vào đó, quy trình điểm danh và quản lý học sinh của nhà trường cũng bộc lộ nhiều điểm yếu. Giáo viên phụ trách lớp đã không kiểm tra kỹ lưỡng và đối chiếu số học sinh, dẫn đến sự việc không phát hiện kịp thời sự vắng mặt của cháu Gia Huy. Ngay cả khi nhận ra sự thiếu sót, giáo viên cũng không thông báo cho gia đình để có biện pháp xử lý khẩn cấp. Những lỗ hổng này cho thấy sự thiếu đồng bộ và hiệu quả trong quá trình giám sát và bảo vệ an toàn cho học sinh, tạo ra một chuỗi sự kiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Quản lý và giám sát thiếu chặt chẽ là một lỗ hổng rất lớn trong quá trình quản lý học sinh của phía nhà trường, và giáo viên cũng là nguyên nhân chính đã dẫn đến câu chuyện thương tâm cho gia đình cháu bé. Quá trình điểm danh và quản lý học sinh là một phần quan trọng trong công tác quản lý lớp học, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ trong các trường mầm non. Trong trường hợp này, quy trình điểm danh của giáo viên trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 đã không được thực hiện đúng cách, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, điểm danh không kỹ lưỡng. Khi các học sinh được đưa vào lớp học, giáo viên có nhiệm vụ điểm danh và ghi nhận sự có mặt của từng em. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cháu Trần Gia Huy đã không được chú ý đúng mức. Điều này cho thấy giáo viên đã không thực hiện công việc điểm danh một cách kỹ lưỡng, không kiểm tra xem tất cả các em đã vào lớp học an toàn hay chưa. Trong các trường hợp khác, việc điểm danh có thể bao gồm kiểm tra danh sách học sinh, đối chiếu với số lượng thực tế và xác nhận từng em bằng cách gọi tên hoặc nhận diện trực tiếp. Quá trình này cần được thực hiện đều đặn mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thứ hai, quản lý học sinh thiếu chặt chẽ. Quản lý học sinh không chỉ dừng lại ở việc điểm danh mà còn bao gồm việc giám sát các em trong suốt thời gian ở trường. Sự thiếu sót trong việc giám sát liên tục và chặt chẽ đã góp phần dẫn đến việc cháu Gia Huy bị bỏ quên trong xe. Các giáo viên và nhân viên nhà trường cần phải có biện pháp và quy trình sát sao hơn để theo dõi học sinh trong suốt ngày học, bao gồm việc kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các em không rời khỏi khu vực lớp học hoặc khu vực an toàn mà không có sự giám sát. Thứ ba, sai sót trong việc không thông báo kịp thời cho phía gia đình. Một trong những sai sót nghiêm trọng trong vụ việc này là việc nhà trường và giáo viên đã không có động thái thông báo kịp thời cho gia đình khi phát hiện thiếu vắng cháu Huy. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và bảo vệ an toàn cho học sinh. Khi giáo viên phát hiện thiếu vắng cháu Huy trong lớp học, họ đã không báo cáo ngay lập tức cho ban giám hiệu hay liên hệ với gia đình để xác nhận tình hình của cháu. Sự chậm trễ này đã kéo dài thời gian cháu Huy bị mắc kẹt trong xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp bình thường, khi phát hiện một học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên cần ngay lập tức thông báo cho ban giám hiệu và phụ huynh để kiểm tra tình hình. Điều này giúp đảm bảo rằng bất kỳ vấn đề nào cũng được giải quyết nhanh chóng. Quy trình báo cáo và phản hồi của nhà trường trong tình huống này đã không hoạt động hiệu quả. Nhà trường cần có một hệ thống báo cáo rõ ràng, cho phép giáo viên và nhân viên có thể nhanh chóng thông báo về các vấn đề an toàn và nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, thì hệ thống này nên bao gồm các bước cụ thể và trách nhiệm của từng cá nhân, từ giáo viên đến ban giám hiệu, để đảm bảo mọi tình huống khẩn cấp đều được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vì vậy, phản ứng của nhà trường và giáo viên trong vụ việc này cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình điểm danh và quản lý học sinh, cũng như sự chậm trễ trong việc thông báo cho gia đình khi phát hiện thiếu vắng học sinh. Những sai sót này đã góp phần dẫn đến hậu quả đau lòng và đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm và năng lực quản lý của nhà trường như thế nào. Hậu quả trực tiếp của sự cố đau lòng này là sự mất mát không thể bù đắp được về một sinh mệnh bé bỏng. Cháu Trần Gia Huy chỉ mới 5 tuổi đã phải chịu đựng cái chết oan uổng
trong một chiếc xe bị khóa kín dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Đây không chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà là một bi kịch to lớn mang lại nỗi đau tột cùng và vô tận cho gia đình cháu bé. Cha mẹ, ông bà và người thân của cháu không chỉ mất đi một đứa trẻ thân yêu mà còn mất đi những giấc mơ, niềm vui và tương lai mà họ từng kỳ vọng. Những giọt nước mắt đau đớn, những tiếng nức nghẹn ngào và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời của gia đình nạn nhân đã làm cho cộng đồng cảm thấy xót xa và đau lòng. Tác động của sự việc này không dừng lại ở gia đình cháu Huy mà còn lan rộng ra cả cộng đồng. Sự phẫn nộ và lo lắng bao trùm lấy những bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các trường mầm non. Lòng tin của họ đối với hệ thống giáo dục mầm non bị lung lay nghiêm trọng. Họ lo sợ và đặt câu hỏi về sự an toàn của con em mình khi gửi gắm tại các cơ sở giáo dục. Những sai sót trong quản lý và giám sát trẻ em, những lỗ hổng trong quy trình và trách nhiệm đã bị phơi bày rõ ràng, làm cho xã hội phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Sự cố này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh vang dội cho toàn bộ hệ thống giáo dục mầm non. Nó đòi hỏi các cơ quan chức năng, nhà trường và toàn xã hội phải khẩn trương cải thiện quy trình quản lý, giám sát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Sự mất mát này không thể nào bù đắp được, nhưng nó phải là động lực mạnh mẽ để chúng ta không ngừng nỗ lực tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, nơi mà những thiên thần nhỏ có thể vui chơi, học tập mà không phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Hồi chuông cảnh tỉnh cùng những sự cố liên quan gần đây. Không chỉ riêng vụ việc đau lòng tại Thái Bình, thời gian gần đây cũng đã có nhiều sự cố tương tự xảy ra, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc và sự phẫn nộ tột độ về an toàn trong việc đưa đón và giám sát trẻ em tại các trường học. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2019, vụ việc bé trai lớp 1 tên Lê Hoàng Long, học sinh của trường Gateway, nay là The Gateway School ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến cả nước rúng động và phẫn nộ. Cháu bé bị bỏ quên trong xe đưa đón suốt gần 9 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, dưới cái nắng gay gắt. Khi được phát hiện, cháu bé đã trong tình trạng ngưng thở và không qua khỏi dù được cấp cứu ngay lập tức. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, với nhiều phụ huynh bức xúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường và các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Gần đây hơn, vào ngày 13 tháng 8 năm 2023, một bé gái 3 tuổi tên Nguyễn Ngọc Minh Anh đã bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường mầm non tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cháu bé cũng đã bị bỏ quên trong xe suốt gần 7 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Khi được phát hiện, Minh Anh đã ở trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, suy hô hấp và hôn mê. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vụ việc đã để lại chấn động mạnh mẽ và sự phẫn nộ trong cộng đồng, khiến phụ huynh vô cùng lo lắng về sự an toàn của con em mình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 20 tháng 6 năm 2023, một bé trai 4 tuổi tên Trần Văn Tâm đã bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh của trường mầm non tại quận 9. Cháu bé bị bỏ lại trong xe suốt 6 giờ, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều và chỉ được phát hiện khi tài xế quay lại xe để lấy đồ. Khi được tìm thấy, Tâm đã rơi vào tình trạng ngừng thở và ngạt khí. Mọi nỗ lực cấp cứu tại hiện trường và sau đó tại bệnh viện đều không thể cứu sống cháu bé. Những sự cố này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, với nhiều phụ huynh bày tỏ sự tức giận và yêu cầu các biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý và giám sát trẻ em. Những tiếng nói đầy oan ức vang lên, đòi hỏi những cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm phải chịu hình phạt thích đáng, đồng thời cải thiện hệ thống quản lý một cách triệt để bảo vệ con em họ. Các vụ việc này đều có chung một điểm giống nhau: sự thiếu trách nhiệm và bất cẩn đến khó tin của những người có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Những lỗ hổng nghiêm trọng trong quá trình quản lý và giám sát, cùng với sự thiếu cẩn trọng đáng trách của nhân viên đưa đón, đã dẫn đến những hậu quả không thể nào bù đắp được. Chúng ta không thể chấp nhận sự lơ là này khi chính mạng sống của những đứa trẻ vô tội đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Những bi kịch này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và đau đớn về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em trong mọi tình huống. Không thể có bất kỳ lý do hay biện minh nào cho sự bất cần đến mức độ này. Chúng ta cần một sự thay đổi toàn diện và mạnh mẽ trong cách thức quản lý và giám sát trẻ em tại các trường học. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải nhìn nhận lại trách nhiệm của mình, phải cải thiện quy trình, tăng cường giám sát và đảm bảo rằng những sự cố đau lòng như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Những chi tiết trùng hợp giữa các vụ việc này đều chỉ ra một vấn đề chung: sự lơ là và thiếu cẩn trọng. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, phải lên tiếng và phải làm mọi điều cần thiết
để bảo vệ những sinh mạng trẻ thơ, để không còn một đứa trẻ nào phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Những sự tắc trách và những lỗ hổng lớn trong quy trình quản lý học sinh, bài học nào cho chúng ta để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai? Vụ việc đau lòng tại Thái Bình đã để lại nhiều bài học quý giá cho cả phía nhà trường và gia đình nạn nhân. Để ngăn chặn những sự cố đau lòng tương tự trong tương lai, đối với phía nhà trường nói riêng và hệ thống giáo dục nói chung, việc đầu tiên cần làm là tăng cường quy trình giám sát và quản lý học sinh. Nhà trường phải thiết lập và duy trì một quy trình điểm danh nghiêm ngặt, kiểm tra số lượng học sinh khi lên và xuống xe đưa đón. Việc này cần được thực hiện kỹ lưỡng, có sự xác nhận của ít nhất 2 người để tránh sai sót. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát bằng camera trong xe đưa đón học sinh và các khu vực trong trường là vô cùng cần thiết. Các thiết bị cảnh báo tự động sẽ giúp phát hiện ngay lập tức khi có học sinh bị bỏ quên trong xe, từ đó ngăn chặn kịp thời các tình huống nguy hiểm. Nhà trường cũng cần chú trọng đến việc đào tạo nhân viên. Tất cả các nhân viên, đặc biệt là những người phụ trách đưa đón học sinh, cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về quy trình an toàn, kỹ năng sơ cứu và các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp. Đào tạo định kỳ và kiểm tra thường xuyên sẽ giúp nhân viên luôn nắm vững và thực hiện đúng quy trình. Ngoài ra, nhà trường cần xây dựng một hệ thống báo cáo và xử lý tình huống khẩn cấp rõ ràng. Khi phát hiện học sinh vắng mặt không rõ lý do, giáo viên phải ngay lập tức báo cáo cho ban giám hiệu và liên hệ với phụ huynh để xác minh tình hình, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh cũng là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Nhà trường cần thiết lập kênh thông tin liên lạc hiệu quả với phụ huynh để cập nhật và phản hồi mọi thông tin liên quan đến học sinh một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Đối với gia đình các bậc phụ huynh, cần thường xuyên kiểm tra và xác nhận lại các thông tin về dịch vụ đưa đón học sinh, bao gồm thời gian, lịch trình và người chịu trách nhiệm. Điều này giúp phụ huynh luôn nắm bắt được tình hình và đảm bảo sự an toàn cho con em mình. Việc giáo dục cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ và nhận biết các tình huống nguy hiểm cũng rất quan trọng. Trẻ cần được hướng dẫn cách báo hiệu khi gặp nguy hiểm và hiểu rõ tầm quan trọng của việc thông báo ngay khi có sự cố bất thường xảy ra. Phụ huynh cũng cần tăng cường giao tiếp với giáo viên và nhà trường để nắm bắt tình hình học tập và sinh hoạt của con em mình. Sự tương tác này không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về môi trường học tập của con, mà còn tạo điều kiện để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn. Hơn nữa, phụ huynh nên chủ động tham gia vào các hoạt động và sự kiện của nhà trường để hiểu rõ hơn về quy trình và cách thức quản lý của trường, đồng thời có thể đóng góp ý kiến để cải thiện và tăng cường an toàn cho học sinh. Những biện pháp này không chỉ giúp ngăn chặn các sự cố tương tự mà còn tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh hơn cho trẻ em phát triển và trưởng thành. Việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả nhà trường và phụ huynh sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ, giúp các em có thể vui chơi và học tập trong một môi trường an toàn và được bảo vệ. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất đến gia đình nạn nhân. Nỗi mất mát này là không gì có thể bù đắp được, và chúng tôi mong rằng gia đình sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua thời khắc đau buồn này. Sự việc đau lòng này cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự cẩn trọng và trách nhiệm trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em. Mỗi cá nhân và tổ chức liên quan đều phải ý thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình, luôn đặt sự an toàn và phúc lợi của trẻ em lên hàng đầu. Chỉ khi chúng ta thực sự quan tâm và nỗ lực không ngừng, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng những bi kịch tương tự sẽ không bao giờ tái diễn. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh, nơi mà mọi đứa trẻ đều có thể phát triển và trưởng thành một cách tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc chia sẻ nào, xin hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn trân trọng và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.